Xuân Lê sẽ tiết lộ phong cách nuôi két hay còn gọi là vẹt ngực hồng cho các bạn xem. Đây, phong cách nuôi vẹt của Xuân Lê đây. Sẽ cho vẹt nó ở ngoài cây luôn nha các bạn, gần gũi thiên nhiên. Đấy, cắm buộc một cái dây cho nó đi quay lại đi rồi đấy, thấy không? Khỏe. Không phải lo lắng gì hết đấy, thấy không? Phong cách hay nha các bạn. Đây là con vẹt mái nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị là sẽ kiếm thêm một con vẹt màu đỏ nữa về cho đủ cặp với nó luôn. Khả năng dự định sắp tới là sẽ nuôi sinh sản em nó. Các bạn thấy không? Con nào nó ngực hồng rồi ấy là nó già rồi. Rất là hay đúng không ạ? Đấy, trồng vẹt này khá là rẻ, nuôi cho nó khỏe các bạn ạ. Các bạn nuôi vẹt đắt tiền mệt lắm. Ăn thì mình đã để sẵn cái cây rồi nên không lo.